chán cảnh diễm My chín x khổ về đàn ông, phan tình yêu và tham vọng ý ới rủ nhau trèo thuyền bách hợp. Không chỉ được chú ý, nhờ chuyện tình tay tư đấm nước mắt cùng những tranh đấu trốn thương trường, tình yêu và tham vọng, còn mang tới những thước phim cảm động về tình bạn của hai cô gái là Linh, Diễm My 9X và Phương Huyền Ly Di. Sinh ra thiếu thốn tình thương, ra ngoài xã hội thì gặp đủ thứ bất công, áp bức. Linh vẫn luôn là một cô gái may mắn bởi cô có một cô bạn mạnh mẽ, cứng rắn và hết lòng hy sinh vì mình như Phương ở cạnh bên phương luôn sẵn sàng đồng hành với linh vì linh mà đối đầu với cả thiên hạ không hòa khi nói phương chính là soái tỷ của đấy linh sinh ra để bảo vệ cô bạn nhiệt thành lì lậm và quá lương thiện phương ở bách hợp vì linh nghỉ việc ở bách hợp để sang hoàng thấu cũng vì linh cô sẵn sàng đối đầu với tay xếp Miu mô đám đồng nghiệp xào trá để bảo vệ cô bạn của mình phương mạnh mẽ ăn to nói lớn đã quen nhưng cô lại khóc vì bạn mình bị hiếp đáp tới mức phải ở mức nghỉ việc thậm chí khi thấy linh quá mệt mỏi vì bị kẹp giữa hai ông chủ của hoàng thổ và bách hợp, phương còn nói đùa trong nước mắt, tụi mình cưới nhau đi, tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời. vậy thì tụi mình cưới nhau đi, tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời. nhìn cách phương bảo vệ bạn mình lại thấy những giọt nước mắt đau khổ của linh vì phải đứng giữa cuộc chiến của những người đàn ông. khán giả quyết định đẩy thuyền bách hợp, cùng hộ linh đến với phương luôn cho rồi. thuyền linh phương là chân ái, bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Đề nghị hai chị đến với nhau cho bớt khổ. Linh là của nam chính mấy bạn ơi. Tình yêu và tham vọng hiện đang lên sóng VTV3 lúc 21 giờ 30 phút thứ hai và thứ ba hàng tuần. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.